À, chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Bữa nay mình quay chú mình cưa cây tràm nó nghiêng xuống ở dưới cái hầm, cái ao á. Đó, chú leo lên tới trên đó rồi. Chú leo lẹo quá các bạn ơi. Đó. Chú đã cuột dây xong nha các bạn. Cuột cho nó xây vô trong cái mé bờ này nè. Trong bờ này các bạn. Dựa vô hai cái bình đằng bự to này nha. Còn dây nhỏ lên nha, dây nhỏ lên đi rồi buộc cái mái mé bớt mấy nhánh này cho nó còi phụ vô bờ đi chứ nhánh nặng ha, nó nặng sợ nó nhánh xây về bên kia. Chú chuẩn bị lấy máy để cắt bớt bên đây nha bạn, để nó xây qua bên đây, bên cái đầu hầm mà nó không có được như ý muốn mà cắt bên đây cho nó nhẹ bớt. Để hỏi mới bứng nè. Cái cây tràm muông vàng này khá là to nha các bạn, nhưng có một cái là nó còng bạn ơi, còng nó nghiêng nữa. Chủ nhà kêu hạ bỏ, lấy một khúc để xài nha, còn nhiều cắt củi hết nha các bạn. Chú bắt đầu kéo máy lên nha các bạn. À, chú kéo máy lên tới đó rồi các bạn ơi. Giờ chú mở dây ở trong cái máy cưa ra, cưa bớt về nhánh nha. Trong luôn à, xước già nằm xuống đó ngang qua sát mấy bờ á mình cưa được nha. Rồi giờ chú cầm cái máy cưa xuống cắt hai cái da này cho đứt luôn qua. Dính cái da bên kia cây nữa kìa. Rồi chú mình leo xuống luôn rồi các bạn ơi. Cái máy cưa này là máy cưa G3700 nha các bạn. Xài lam Latin. Lưỡi cưa thì lưỡi cưa Estin nha. Các bạn xem chú mình cắt cái gốc cây này như thế nào nha các bạn cùng theo dõi với mình nha. Làm cái bà đằng có cái dấu sẵn cắt này là nó lùa luôn tái cái một kêu bằng vũ bảo luôn. Đẻo chậm chậm thôi. Giờ chú mình lấy cái búa để đẻo cái gốc này cho cát đất nó dần ra các bạn, để cái cưa mau lục lưỡi cưa vũ hoài nó mòn lưỡi cưa. Cô chú anh chị nào mà thấy chú mình cưa cây hay á, thì hãy cho mình xin một ngón tay một lượt đăng ký luôn nha các bạn. Chú mình đi lấy cây búa là đẻo cái gốc cây này. Cây bình đằng bây giờ cây bình đằng này nó cạn. Rồi chú cưa đó, cưa mở miệng cái đó nha. Bây giờ cưa cái cây tràm bên đây nè.
Thẳng gì ở trên nữa các bạn ơi, thẳng gì à? Đâu cây xây nữa các bạn ơi. Đó luôn á. Rồi nằm gặp mé đó. Giảng gì? Giảng gì? Cái gì cao một chút nữa. Cản mấy cây kia kìa. Đừng có cản mấy cây kia là nó vô rồi, vô bờ luôn rồi. Bây giờ đứng cái trên cái cây đó đi cắt. Cắt mấy cây nhỏ chứ chú ơi. Chú cắt mấy cái nhánh gãy cho nó rớt xuống nữa. Cái cây công kia, cái cây công đó. Cây đằng sau này nữa nè. Chưa đâu. Hạ hai cây kia trước đi. Chú mình bắt đầu cưa cây chầm út to đó luôn nha các bạn. Đó, cây chầm út chút nữa đó các bạn. Cây đó gãy là cái đọt cây này nó xây vô nha các bạn. Chạy cây xây rồi đó bạn ơi, đó lợi cắt cây này đó, vô đó các bạn ơi, vô đó đó, vô luôn bờ luôn, quá tuyệt vời luôn các bạn ơi, vô sát cái bờ nha. Hồi tôi kêu ông đem con dây tôi cưa mấy cây đó. Cây rất là to nha các bạn. Vô sát trong cái bờ rồi. Quá im rồi.
À, bây giờ cây đã ngã xuống an toàn các bạn. Giờ chú mình mở cái công dây đó ra để rồi mình cắt phụ tiếp chú mấy nhánh đó nha. Rồi video mình đến đây cũng xin tạm dừng luôn nha các bạn. Hẹn bạn video tiếp theo nha. Các bạn nhớ đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Có kênh dây chừng nào xe công dây mình.